27. Có điều Khê Thành, lúc trước em luôn nghĩ anh có tính trẻ con, không một chút nào là chín chắn. Nhưng lần này em cảm thấy chỗ này của anh gánh vác được rồi. Sao em nhìn ra vai của anh gánh vác được vậy? Nói thật nha, anh thấy em nên tìm hiểu anh kỹ càng hơn nữa. Dù sao từ đầu tới cuối anh đều đi theo hình tượng đàn ông chín chắn. Là phóng viên, cô ấy tập trung phỏng vấn lính cứu hỏa đến đảo, không hề quan tâm đến những hy sinh của người bảo vệ đảo các anh. Đổi lại là lúc trước thì anh đã đùng đùng lên từ lâu rồi. Làm người đàn ông của em, kiểu gì mà chẳng phải trưởng thành lên một tí, hả? Không có gì. Ý anh là bờ vai người đàn ông của em luôn sẵn sàng cho em dựa. Lão quỷ, anh lên đảo mười mấy năm rồi, anh vẫn không thay đổi. Tôi tới để cứu hỏa, không phải dưỡng già. Thay đổi gì chứ? Nào, ngồi đi. Lão quỷ à, tháng sau tôi sẽ nghỉ hưu. Tôi đang nghĩ, trước khi tôi rời đi, định viết báo cáo cho cấp trên, điều anh về đó. Anh sắp đi rồi, tôi càng không có lý do về An Định nữa. Ơ kìa, tôi phải bảo vệ hòn đảo này, làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, thế cũng tốt. Có điều hai cậu nhóc từ chỗ anh đến đây có hơi đáng tiếc. Tại sao vậy? Lý Khê Thành thông minh, có chủ kiến. Nếu có thể bớt vòng bột đi thì thật ra là một lính cứu hỏa rất có trách nhiệm. Phùng Triết là người thành thật, cũng không phải là người đầu óc linh hoạt gì, nhưng làm người, làm việc đều nghiêm túc, kiên trì, bền bỉ. Hai người đó đều rất tốt. Nhưng cái đảo này chỉ có vậy thôi. Nói thật lòng, có hơi thiệt thòi cho họ. Lão quỷ à, bao nhiêu năm qua anh làm cứu hỏa ở đảo, tôi làm đội trưởng ở An Định. Chớp mắt đã từ tóc đen thành tóc bạc rồi. Cũng đến lúc nên nghĩ cho đám thanh niên rồi. Hay là chúng ta giúp họ một chút? Anh muốn giúp thế nào? Để Lý Khê Thành và Phùng Triết rời đảo, họ vẫn còn trẻ. Đội cứu hỏa bên ngoài đảo có lẽ sẽ cần họ hơn. Lão Ngô ơi là Lão Ngô, tôi thử anh một chút, anh đã trúng chiêu luôn à? Anh nói thế nghĩa là sao? Tôi nói cho anh biết nha, Phùng Triết và Lý Khê Thành đúng là hai hạt giống tốt. Họ ở chỗ tôi, một người bớt bồng bột, một người ngày càng hăng hái. Họ có thể được như ngày hôm nay, tôi cũng mừng cho họ. Nhưng tôi vừa có tình cảm với họ, hai người họ vừa quen với hòn đảo này. Lão Ngô anh lại chơi nẫn tay trên của tôi, không hay đâu nha. Lão quỷ, Lý Khê Thành và Phùng Triết có cả niềm tin vào nghề lẫn kỹ năng cứu hỏa. Nếu không cho họ một sân khấu tốt hơn thì quá là bất công cho họ. Hơn nữa, ở đảo hay ở An Định cũng đều là làm lính cứu hỏa. Anh bướng thế làm gì? Nói xong chưa? Chưa. Anh nghe tôi nói, tôi còn có việc. Không tiễn. Anh nghe tôi nói hết đã. Lão quỷ, lão quỷ. Đội trưởng đã chuẩn bị xong rồi à? Có thể về hạ thành bất cứ lúc nào. Được. Lão quỷ, anh nghe tôi nói đã, mau đi đi. Anh đúng là con lừa ngang bướng. Đi.
Lý Khê Thành và Phùng Triết là hai người lính cứu hỏa được đội điều đến đảo Tiền Gia. Biểu hiện của hai người họ trên đảo rất tốt. Trong nhiệm vụ chống bão trên đảo, họ thể hiện rất xuất sắc. Tôi xin đề nghị điều họ về đặc cần Lam Diễm. Cô Vương, cô Vương, bọn cháu tới mua đồ đây. Cô, cho bọn cháu hai bao xi măng, một bao cát. Hai bao xi măng, một bao cát. Khê Thành à, các cháu đi sửa bến tàu à? Cô Vương, sao cô biết bọn cháu đi sửa bến tàu? Bao nhiêu năm nay, suốt ngày lão quỷ chạy qua chạy lại quanh bến, anh ấy muốn gì các cô biết cả. Nhưng lúc trước chẳng ai giúp anh ấy. Cô ơi, cô yên tâm đi. Sau này chú ấy muốn làm gì bọn cháu sẽ giúp. Cô không có ý đó. Cô, chỗ này bao nhiêu? Đừng nói tiền, việc sửa bến tàu. Sau này vật liệu, tiền cứ tìm cô Vương bao hết. Ôi cô ơi, đừng nói mấy cái này nữa, mau lên đi. Mấy đồng này của các cháu, cô chơi dăm ba ván mặt trượt là kiếm lại được hết. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Tạm biệt cô Vương. Ừ, tạm biệt. Được đó, đi cẩn thận. Cháu đi nha cô. Ừ. Cô Vương vì 2 tệ có thể trở mặt với mẹ tôi trên bàn mặt trượt. Sao hôm nay lại thức tỉnh thế? Cũng chưa chắc. Có khi cô Vương chơi bài gặp may. Ít phí vật liệu này cứ coi như làm từ thiện. Đi. Nè, mau qua đây làm việc đi. Anh Khê Thành. Ừ. Lên. Nào nào nào. Nào, rót cho cậu nha. Lão quỷ à, Hồng Môn Yến chỉ được mời một lần thôi. Chú mà còn định vứt tôi với Phùng Triết lên thuyền để đưa đi thì phải nghĩ cách khác đi. Cậu lắm lời quá nhỉ. Thì phải biết rút kinh nghiệm chứ. Có quy định không cho uống rượu, chúng ta lấy nước thay rượu. Hôm nay tôi mời các cậu đến ăn cơm cũng không có ý gì khác. Thời gian này các cậu vất vả rồi. Việc sửa thuyền, sửa bến tôi đã làm 10 mấy năm nay rồi. Giờ có người làm cùng tôi, tôi thấy rất được an ủi. Nào, chú lão quỷ, chúng tôi là lính cứu hỏa của đảo Tiền Gia. Những chuyện này là chuyện chúng tôi nên làm. Chú Cảnh, mất công quá đi mất. Những việc này lúc trước tôi ở trạm cứu hỏa cũng làm nhiều mà. Dừng, cậu thì miễn đi. Hai cậu không biết đấy thôi. Lúc trước nó giúp tôi sửa thuyền 2 ngày. Mẹ nó tới nói chuyện với tôi suốt mấy ngày. Chỉ sợ nó còn nhỏ ra gần biển nguy hiểm. Lão quỷ à, chú yên tâm đi. Sau này có tôi và Phùng Triết, việc cứu hộ trên đảo chúng tôi sẽ giúp chú. Đúng, anh Khê Thành nói đúng. Vì 2 bữa cơm này, chúng tôi sẽ làm hết sức. Cái đồ ham ăn. Lão quỷ. Mọi người ăn đi, tôi đi xem sao. Được. Lão quỷ. Lão quỷ, có thư của anh. Đi trước nha. Ừ. Đi từ từ thôi. Được. Chú ý an toàn. Chú quỷ. Chú, ngồi đi. Trên đường đi tôi đã nói chuyện với anh Khê Thành rồi. Họ đồng ý về ở. Chú quỷ, sao thế? Nhóc nè, cậu thấy hai người họ thế nào? Họ đều rất tốt.
Anh Phùng Triết là người tốt bụng lại thật thà. Anh Khê Thành có lúc rất nghiêm túc, có lúc cũng rất nhiệt tình. Tôi đang nói đến khía cạnh lính cứu hỏa kìa. Chú Quỷ, công việc của họ, chú phải rõ hơn tôi chứ. Đúng vậy. Hai tên này bình thường nghịch ngợm phá hoại chẳng ra làm sao, nhất là Lý Khê Thành. Nhưng đến lúc quan trọng thì cũng có trách nhiệm, có thể gánh trọng trách. Chú Quỷ, rốt cuộc là làm sao rồi? Tại sao phải điều họ đi? Phiếu đề nghị điều động này là tôi điền đấy. Chú Quỷ, là họ làm không tốt sao? Hay là vì chú không thích họ? Chính vì trong lúc nguy cấp họ làm rất tốt, nên mới có nhiều người cần họ hơn. Lúc đó, khi viết đơn xin điều động, tôi đã nghĩ như thế. Nhưng mà khi lệnh điều động thực sự tới, tôi lại do dự. Không phải vì tôi, mà là vì đảo Tiền Gia của chúng ta và tất cả mọi người trên đảo. Anh Khê Thành, anh ngủ chưa? Chưa ngủ. Ô hay, cậu cười cái gì? Tôi vui, hôm nay lão Quỷ lại chiêu đãi chúng ta rồi. Cậu không sợ lão Quỷ chiêu đãi chúng ta rồi lại đuổi chúng ta đi à? Sao lại thế được? Lần trước chú ấy chẳng nói gì cả, còn sưng sỉa mặt mày. Lần này chú ấy nhiệt tình thế, chắc chắn không phải muốn đuổi chúng ta đi. Được đó, biết nhìn sắc mặt rồi cơ đấy. Đương nhiên, theo anh lâu như thế rồi mà. Ôi trời, hồi nhỏ mẹ tôi cứ bảo tôi ngốc, nhưng bây giờ tôi thông minh hơn trước nhiều rồi. Lúc trước cậu từng bảo tôi, mẹ cậu ở Tứ Xuyên đúng không? Mẹ tôi ở bệnh viện tốt nhất Tứ Xuyên, làm điều dưỡng ở phòng bệnh cấp cứu. Lúc trước bà ấy nghĩ tôi quá ngốc, dễ chịu thiệt, nên muốn tôi ở lại Tứ Xuyên. Nhưng tôi thấy chính vì tôi ngốc cho nên tôi mới phải đi xa. Chỉ có chịu thiệt thì mới thông minh lên được. Thế bố cậu thì sao? Cậu chưa từng nói với tôi là bố cậu ở đâu. Anh Khê Thành, anh biết trận động đất ở Tứ Xuyên không? Ừ. Tôi lại ngốc rồi. Sao anh có thể không biết được chứ? Bố tôi qua đời trong trận động đất đó. Lúc bố ra đi, tôi ở ngay bên cạnh. Lúc đó trên đầu chúng tôi có một cái bàn đè xuống. Ông ấy dùng vai của mình để đỡ. Tôi nằm trong lòng bố, ngủ rồi dậy rất nhiều lần. Lần cuối cùng tôi tỉnh dậy, bố bảo tôi là ông ấy không cố được nữa, bảo tôi bò ra ngoài. Sau đó bố không nói một câu nào nữa. Sau đó tôi dùng tay đào bới, cuối cùng cũng bò ra được. Nhưng tôi phát hiện cả thôn đều đã thay đổi, núi và đường đều thay đổi. Tôi đi hơn 30 dặm đường mới ra được. Sau đó đội cứu hộ bảo tôi là người duy nhất thoát ra từ trong đó. Sau đó tôi nói tình hình cho họ. Họ cứu được thêm 20 người nữa. Anh Khê Thành, anh bảo có phải số tôi rất tốt không? Cho nên cậu đã chọn làm lính cứu hỏa. Tôi cũng muốn cứu người. Lúc đầu, thể lực và kỹ năng của tôi đều không phải tốt nhất. Đội phó Diệp luôn luôn cổ vũ tôi, cả anh nữa anh Khê Thành. Cho nên tôi vô cùng biết ơn các anh.
Các thành viên khác trong đội đều coi tôi là trò cười. Nhưng chỉ có các anh nghiêm túc nói chuyện với tôi. Nếu cậu còn nhận tôi làm anh, thì sau này đừng nói chuyện ân nghĩa nữa. Được rồi, mau ngủ đi. Mai còn cả đống việc đang đợi chúng ta đấy. Được, nào. Không phù hợp, để tôi xem. Anh Lưu, thế cái lưới đánh cá này thì sao? Anh xem. Thế cái này thì sao? Thế anh Lưu, anh xem cái lưới đánh cá này thì sao? Cái này dùng để bắt cua. Dùng để bắt cua à? Hôm nào tôi đưa cậu ra biển bắt cua, tôi sẽ dạy thêm cho cậu. Vâng. Anh Khai Thành, anh dậy rồi à? Hai người đang làm gì thế? Vừa rồi anh nghe anh Lưu nói, bắt cá cũng cần có học vấn đấy. Anh xem cái lưới to như thế này, mắt lưới khá nhỏ, có thể dùng để bắt cá con. Đúng không anh Lưu? Đúng đúng đúng. Cả cái lưới này nữa, nó thường được dùng để bắt cua. Ngoài ra còn có thể bắt bạch tuộc và cá mú, với nhiều loại cá khác nữa. Anh Lưu còn bảo, hôm nào đưa tôi ra biển bắt cá nữa. Vậy hả? Thế tôi thì sao anh Lưu? Cậu cũng đi cùng. Tôi đưa các cậu đi xem cho biết. Được. Chú quỷ, tôi thấy chúng ta nên nói cho họ biết. Chú nói đúng. Người ở đảo Tiền Gia cần họ, nhưng còn có nhiều người khác cần họ nữa. Không nói cho họ là chúng ta ích kỷ. Chú quỷ, tôi đã theo chú học được nhiều thế rồi. Sau này tôi nhất định có thể chăm sóc đảo Tiền Gia thật tốt. Thật đó. Nhóc con, cậu lớn rồi. Chú quỷ tin cậu. Tôi cũng nghĩ đến việc nên nói cho họ. Phải rồi. Việc đốt lửa trại tối nay thế nào? Đang chuẩn bị rồi à? Để ý một chút. Vâng. Khê Thành, Phùng Triết. Cô, Mao Hài kể chuyện các cháu cứu khách du lịch cho bọn cô rồi. Cô thấy anh em lính cứu hỏa các cháu rất vất vả. Cô kính hai cháu. Cô, đó là chuyện bọn cháu nên làm mà. Đúng thế. Cô cạn trước nha. Từ từ, cô từ từ thôi. Mẹ à, mẹ mau đi nhảy múa đi. Thế cô không ở lại nữa. Đi thôi, đi thôi. Nào, Khê Thành, Phùng Triết, sao các cậu không ra nhảy múa? Anh Lưu, chúng tôi đâu có biết nhảy. Không đi, không đi đâu. Không biết nhảy hả? Thế thì, nè, lão Lưu, tôi kính các cậu một ly.
Nào, anh Lưu. Nào, uống, 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 uống. Anh Lưu, anh Lưu. Anh luôn phụ trách việc vận chuyển trên đảo, cũng được coi là quản lý vận chuyển của đảo này rồi. Ly này, chúng tôi kính anh mới đúng. Nè, đó là bổn phận của tôi. Tôi muốn cảm ơn tất cả những gì hai cậu làm cho đảo trong thời gian này. Nào nào, tôi cạn trước nha. Nào, ngồi đi, ngồi đi. Nào nào nào, ăn thôi. Anh Khê Thành, anh Phùng Triết, mai là ngày toàn thể thuyền ra biển của đảo Tiền Gia chúng tôi, các anh cũng tham gia đi. Toàn thể thuyền ra biển là thế nào? Mỗi năm qua mùa bão, ngư dân ở đảo Tiền Gia sẽ ra biển bắt cá. Cảnh tượng đó hoành tráng lắm, cho nên gọi là toàn thể thuyền ra biển. Không đúng, Mao Hài. Lão quỷ bảo tôi mai đưa hai người họ rời đảo, đi Hạ Thành mà. Chú Lưu. Anh Khê Thành, anh Phùng Triết, thật ra lệnh điều động của các anh đã về đến tay của chú quỷ rồi. Nhất định đừng có trách tôi nha. Tôi không nói trước với các anh. Với lại, lệnh điều động này là do chú quỷ xin. Được, tôi biết rồi. Anh Lưu, sáng sớm mai tôi sẽ đi tham gia toàn thể thuyền ra biển gì đó với anh. Anh Lưu, nào, Phùng Triết, mọi người ăn đi, nào nào. Ăn đi chứ, sao vậy? Ngon quá. Mọi người không ăn là tôi ăn hết đó. Nào giúp một tay, tới rồi. Nào, một, hai. Được rồi. Hôm nay thế nào? Anh Phùng Triết. Anh Phùng Triết, Mao Hài, sao mà ôm cẩn thận thế? Tôi sợ bị chú quỷ phát hiện còn gì. Nếu không tôi không đi được đâu. Kế hoạch của các anh cũng sẽ bị phát hiện. Anh Lưu, tôi thấy Mao Hài của chúng ta rất hợp làm cảnh sát Nam Phùng. Anh xem cậu ấy kìa. Đừng có nhắc nữa. Không biết bây giờ lão quỷ đang trách tôi thế nào nữa. Không trách anh được đâu. Mao Hài, cậu giấu cái gì đây? Đây là lương thực tôi đặc biệt chuẩn bị. Đây là cá khô. Đây là lương khô. Đây là nước. Chúng ta ở đó cả ngày đấy, không thể bị đói được. Cần nhiều thời gian thế à? Đúng thế. Sao bảo, có những lúc chúng tôi phải bắt cá một ngày một đêm. Một ngày một đêm, chưa thấy bao giờ đúng không? Chưa. Hôm nay lão Lưu này sẽ đưa các cậu đi xem. Phùng Triết, Phùng Triết. Mão Hải, đúng thật là. Anh Khê Thành, anh Phùng Triết, thay đồ thôi. Cái giống anh Lưu mặc đấy à? Đúng thế. Mau thay vào đi. Mặc giống tôi là được rồi. Ngầu ghê. Anh Khê Thành, anh Phùng Triết, đeo găng tay vào đi. Lát nữa kéo lưới dễ bị thương lắm. Nhiều kinh nghiệm ghê. Chứ sao nữa. Nhìn đây nè, nhìn lão Lưu tôi dạy các cậu bắt cá đây.
Các anh em, chớp mắt đã 17 năm rồi. Tôi nhớ các cậu rồi. Tôi thường xuyên mơ thấy các cậu. Mơ thấy các cậu ngày ngày trò chuyện, nhiều lời, lãi nhãi. Giờ càng ngày tôi càng nói nhiều, càng ngày hay lãi nhãi. Chắc là do lớn tuổi rồi đấy. Đại Dũng, con trai cậu thi đỗ học viện phòng cháy chữa cháy rồi, thành tích không tồi. Tôi đã thay cậu đưa nó tới trường rồi. Cậu yên tâm đi. Cha, nào anh Lương, sao sao bão lại dễ bắt cá hơn vậy? Gió bão làm vật chất nhiều dinh dưỡng cuộn hết lên, cá cũng lên luôn. À, ngư dân vất vả thật đấy. Từ nhỏ tôi đã ra biển bắt cá, quen rồi. Hôm nào không ra biển tôi lại thấy không thoải mái. Chúng tôi là ngư dân mà, nhất định phải ra biển bắt cá. Đây là việc chúng tôi thích làm. Giống như lính cứu hỏa các cậu vậy, dù phía trước nguy hiểm thế nào, dù có là núi đao biển lửa, các cậu cũng xông lên, không lùi lại, đúng không? Đúng, đúng vậy. Nào, 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 ra đằng sau. Ra đằng sau xem với tôi. Được. Cẩn thận đấy. Biến mất suốt cả một ngày. Thằng nhóc này tự ý rời vị trí, biết sai còn cố phạm, tội nặng thêm. Về viết kiểm điểm đi. Trời sắp tối rồi, tôi phải đi tuần núi đây. Lão quỷ, tôi đi với chú nha. Sao vậy? Không biết viết bản kiểm điểm à? Anh viết giúp cho. Anh Phùng Trí, tôi không nỡ xa anh và anh Khê Thành. Thì ra chú cũng có tên à? Cảnh Minh. Đã rất nhiều năm không ai gọi cái tên này rồi. Chú Cảnh à, chú kể cho tôi nghe chuyện An Định năm đó đi. Hồi đó tôi còn trẻ, xấu tính, hơi một tí là trở mặt với mọi người, cho nên tôi mới có biệt danh là Lão Quỷ. Lão Ngô là tiểu đội trưởng của chúng tôi. Tiểu đội chúng tôi chuyên thực hiện nhiệm vụ vòng trong, là lực lượng trung kiên của An Định. Mấy năm trời ăn chung ở chung, ngày nào cũng nhìn thấy mấy gương mặt đó, nhìn mà phát ngán. Nhưng ai mà ngờ, sau một tai nạn, tôi không bao giờ nhìn thấy những gương mặt đó nữa. Muốn nhìn thì chỉ có thể nhìn ảnh. Nhưng ảnh không chuyển động, không cười, không gọi mình là Lão Quỷ. Cậu sẽ thấy tất cả đều rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức đáng sợ. Cho nên tôi chủ động xin đến canh đảo. Khê Thành, trân trọng người bên cạnh.
Thế sau đó thì sao? Sao chú lại ở trên đảo suốt 18 năm? Tiền Đa Đa, cậu ấy là người nhỏ nhất trong tiểu đội, cũng rất thích bám theo đằng sau tôi. Cậu ấy hay bảo muốn mời cả tiểu đội đến đảo. Cậu ấy sẽ đưa chúng tôi ra biển, bắt cá, ăn hải sản. Cậu ấy còn bảo nhất định chúng tôi sẽ thích đảo Tiền Gia. Nhưng mãi đến khi cậu ấy hy sinh, chúng tôi vẫn chưa đến lần nào. Sau vụ nổ ngày 3 tháng 6 ở nhà máy hóa chất, Lão Ngô ở lại An Định. Tôi xin đến đảo Tiền Gia. Đa Đa không lừa tôi. Sau khi đến đảo không lâu, tôi thấy rất thích nơi này, nên không xin điều về nữa. Cứ thế rồi 18 năm trôi qua. Khê Thành, khi nhận được lệnh điều động cậu, tôi cũng từng do dự. Sau đó tôi nghĩ cậu nên rời đảo Tiền Gia, có nơi khác cần cậu hơn. Thật ra từ lâu tôi đã biết, tôi không ở đây được lâu. Lần trước sau khi chú đuổi chúng tôi đi, chúng tôi quay lại. Thật ra tôi muốn trân trọng thời gian ngắn ngủi được ở gần chú. Trân trọng cái nết của tôi hả? Tôi cũng biết rất rõ, những trải nghiệm ở đây đối với tôi mà nói là vô cùng quý giá. Chú càng nghiêm khắc càng không tốt với tôi, thì tôi lại càng muốn đấu với chú. Thật ra tôi thật sự không nỡ rời xa chú. Bao giờ có cơ hội đến Hạ Thành, chú đến nhà tôi chơi nha. Nếm thử tay nghề của chị Trương nhà tôi. Quyết thế nha, quyết thế. Nhóc con, thế mà cái gì cũng biết. Đi. Anh Khê Thành, anh Phùng Triết, các anh bảo trọng nha. Anh Khê Thành, không cần nhìn nữa đâu. Chú Quỷ bảo chú ấy bận không đến tiễn các anh. Được rồi. Mao Hài, Lão Quỷ ngày càng lớn tuổi. Sau này, cậu nhất định phải chăm sóc chú ấy cho thật tốt, và còn phải chăm sóc cả đảo Tiền Gia này nữa. Không còn sớm nữa đâu, chuẩn bị xuất phát thôi. Đi thôi Phùng Triết. Anh Phùng Triết, anh rảnh thì tới thăm tôi nha. Còn rất nhiều hải sản anh không biết, và rất nhiều chữ anh chưa dạy tôi. Anh Khê Thành, rảnh thì đến thăm đảo Tiền Gia, về thăm chú Quỷ. Tôi nhất định sẽ thường xuyên về đây. Đứng cẩn thận nha, tôi bắt đầu đi đó. Đi nha, Mao Hài. Nè, Phùng Triết, anh Khê Thành, tôi sẽ viết đơn xin điều động. Tôi muốn ở lại đảo. Tôi muốn giúp đảo Tiền Gia. Anh Phùng Triết, anh sẽ ở lại đảo thật à? Tôi ở lại đây rồi còn gì. Anh Khê Thành, Lão Quỷ là tấm gương của tôi. Lão Quỷ già rồi, tôi sẽ làm Lão Quỷ tiếp theo. Anh Khê Thành, đừng quên chúng tôi nha. Nhớ về thăm chúng tôi, thăm cả chú Quỷ nữa. Bảo Trọng, chúng tôi sẽ nhớ anh lắm. Trần Đại Tuấn nói là anh thích chiếc xe này nhất. Đúng vậy ha. Nó là xe của người Trung Quốc chúng ta.
Khải Hằng à, tôi làm lính cứu hỏa cả đời rồi, cậu đừng nói tôi tầm nhìn hạn hẹp. Có cái từ như thế nào ấy nhỉ? Tình cảm. Tình cảm. Cũng chỉ còn tình cảm thôi. Và cả vinh quang nữa. Đúng là không nỡ rời xa chúng. Khải Hằng, An Định giao cho cậu đó. Biết hôm nay cậu về nên tôi đã đợi 2 tiếng rồi đấy. Anh đợi tôi làm gì? Xem cậu thế nào rồi. Đen hơn rồi. Cũng đô con hơn. Chỉ là không biết năng lực có kém đi không. Tôi phát hiện trên người anh vẫn còn cái kiểu kiêu ngạo biến thái đó. Đừng có ăn nói thế mãi. Bỏ hành lý xuống gọi tiểu đội 7 đấu với tiểu đội gang thép thêm lần nữa đi. Ủa, người từ An Định tới toàn như thế này ấy à? Không thể nói người từ An Định đến như chúng tôi toàn thế này. Chỉ có thể nói chúng ta không phải cùng một kiểu người. Thế cậu nói xem, cậu là kiểu người gì? Tôi là kiểu người gì? Anh là kẻ mạnh. Trong mắt anh chỉ có thể nhìn thấy kẻ mạnh. Anh cũng chỉ tôn trọng kẻ mạnh. Nếu ở thời cổ đại, anh nhất định sẽ là người kiệt xuất. Trong lòng anh, tình cảm là thứ chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng mà đối với chúng tôi mà nói, tình cảm vô cùng quý giá. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ kẻ yếu như Thuyết Thuyết. Đây là đâu? Đây là trạm cứu hỏa. Hoặc là sống hoặc là chết. Tôi bỏ cậu ta lại là vì muốn cứu cậu ta. Diệp Khải Hằng không bỏ lại cậu ấy, mà cho cậu ấy vào tiểu đội 7. Anh biết tại sao không? Cậu nghĩ cái gì thế? Hả? Nói đi. Tôi xin được điều về An Định. Bởi vì An Định cần tôi. Vớ vẩn. Đây là lý do à? An Định cần cậu. Thế Lam Diễm không cần cậu à? Những người bị mắc kẹt không cần cậu à? Trong đầu cậu chỉ có cậu với tôi thôi à? Cứu hộ cần thể lực và kỹ năng vô cùng ưu tú. Cần chúng ta đoàn kết một lòng. Cần chúng ta tôn trọng sinh mệnh. Mạnh phàm hy sinh. Lúc đầu đội trưởng Ngô kể cho tôi vụ nổ 3 tháng 6 ở nhà máy hóa chất. Tôi vẫn chưa hồi lại được. Nhưng khi ở đảo Tiền Gia, lão quỷ kể cho tôi vụ nổ 3 tháng 6 ở nhà máy hóa chất. Tôi mới hiểu. Hai người họ, một người chọn ở lại An Định, tiếp tục tiến lên. Một người chọn thực hiện lời hứa. Thật ra dù họ ở đâu, họ cũng đang cống hiến sức mình cho nhân dân. Tương tự, tôi ở đâu cũng không quan trọng. Tinh thần cứu hỏa, ngoài niềm tin kiên định, còn cần có tình cảm. Tình cảm cũng chống đỡ cho chúng ta tiến về phía trước. Cho nên tôi cũng muốn xin được điều về An Định. Cậu và Diệp Khải Hằng đều còn trẻ, đều có suy nghĩ riêng. Tôi không cần biết suy nghĩ của các cậu có bị hạn chế hay không. Không gian bên ngoài tôi cho các cậu. Nhưng có điều này cậu phải nhớ kỹ cho tôi. Dù đi đến đâu, cũng phải kiên trì giữ lấy niềm tin của mình. Rõ. Hôm nay lão Ngô đi làm ngày cuối cùng đấy. Mau đi thăm anh ấy đi.